Hello Hello, welcome các anh chị đến với phố Wall tại nhà cùng với Kim và phố Wall tại nhà là kênh YouTube mang lại cho các anh chị những thông tin về phân tích thị trường miễn phí cũng như rất nhiều các tài liệu giúp cho chúng ta có thể tăng cường khả năng trading bằng uh, options hoặc là đầu tư ngắn hạn và dài hạn của mình và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục phân tích thị trường cho tuần uh, cho tuần uh, Good Fridays và cũng như là những cái hướng đi sắp tới của market. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay thì Kim cũng sẽ chia sẻ với các anh chị một số các mã stock lẻ có setup cực kỳ tốt để các anh chị có thể swing trong thời gian trung và dài hạn sắp tới Đầu tiên là mình sẽ đi qua về diễn biến của các dòng tiền ở trong market tại thời điểm hiện tại qua SP500 thì hiện tại đó là dòng tiền của cả Dumb Money và Smart Money vẫn đang trên đà thuyên giảm có nghĩa là mặc dù tính những tín hiệu của thị trường á, về technical analysis thì đang theo hướng cực kỳ bullish Tuy nhiên á, là về dòng tiền thì đang có sự phân vân chứng lại các nhà đầu tư kể cả là các nhà đầu tư lẻ lẫn cái nhà đầu tư insider hay là institution. Cái điều này á, nó không hẳn là một điều xấu cho market. Cái lý do là bởi vì chúng ta đang đi qua một cái thời gian là market đang tạo blow top và cái thứ hai nữa là mình đang trong một tuần lễ short week Cho nên là dù market nó có muốn buôn bác thì cũng không hẳn là sẽ buôn bác mạnh Và nó có muốn đi lên thêm nữa thì cũng có sự chần chừ của các nhà đầu tư trong đó Vì vậy chúng ta sẽ cần phải xem thêm những cái sự theo dõi về insider buy and sell transaction Thì hiện tại cái số lượng uh, transaction theo cái hướng bán ra của các nhà đầu tư lớn thì đang theo hướng giảm khá là mạnh và trong khi đó đó thì cái volume mà mua vào của các nhà đầu tư thì vẫn chưa có sự hồi, hồi phục đáng kể à, với cái chỉ số về greed and uh, fear and greed index về mức độ tham lam trong thị trường thì từ uh, tuần trước các cái chỉ số đang ở mức độ là cực kỳ tham lam thì bây giờ chỉ số đã được điều chỉnh xuống ở cái mức là khoảng 67 và với market á đây là một cái chỉ số thể hiện là các nhà đầu tư họ đang có những cái tín hiệu họ có thể risk on có nghĩa là họ đang cân nhắc về cái việc là liệu mình có nên rotate mình có nên di chuyển dòng tiền giữa các sector nhưng mà vẫn giữ tiền trong market hay không hay là mình nên có những cái bước chốt lời ngắn hạn Tuy nhiên một điều tích cực cho market đó, đó chính là chỉ số về mức độ rủi ro trong trung hạn thì đã giảm xuống từ 8 chỉ còn có 7 mà thôi, trong khi chỉ số mức độ rủi ro về ngắn hạn thì vẫn được duy trì ở mức độ trung bình. À, thì như vậy á sau những cái tóm tắt vắng tắt về dòng tiền về sentiment của mo kịch á thì kim cũng có xem qua một số các cái chỉ báo về max spend tuy nhiên là max spend trong tuần này và tuần sau không có đáng kể lắm mà điều chúng sẽ quyết định các cái trade của chúng ta á trong tuần này và tuần sau nó sẽ dựa chính vào các cái key level và các diễn biến kinh tế nhiều hơn thì các diễn biến kinh tế chúng ta cần phải xem chừng là gì thứ nhất á là trong ngày thứ năm mình sẽ có GDP là một report mà Kim đánh giá là quan trọng nhất ở trong tháng này Bởi vì sau FOMC tuần trước thì chúng ta thấy một diễn biến hoàn toàn đi ngược với các báo cáo đang có về GDP và lạm phát là tỷ lệ thất nghiệp Tức là theo như FOMC, kết quả của FOMC vào tuần trước thì chúng ta thấy là nền kinh tế vẫn còn phát triển mạnh mẽ trong năm nay GDP thì được điều chỉnh theo hướng đi lên, tỷ lệ thất nghiệp thì được điều chỉnh theo hướng đi xuống nhẹ và các cái chỉ số về lạm phát thì cũng được điều chỉnh theo hướng đi xuống, tuy nhiên lạm phát cốt lõi thì lại được điều chỉnh theo hướng đi lên. Thì với những cái đà thay đổi như vậy á, market đang có một cái sentiment cực kỳ bullish về cái việc là nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng và các nhà đầu tư vẫn có thể đầu tư vào stock market. Tuy nhiên á, như chúng ta đã thấy là report từ của CPI và chi và gdp trong tháng trước thì nó đang thể hiện những cái dấu hiệu tiêu cực nhiều hơn vì vậy cho nên vào cái kỳ report của gdp lần này sẽ là một tín hiệu để mình cho thấy là các kết quả được tạo nên từ fomc có phải là những kết quả chỉ mang tính định hướng market của chính phủ hay không hay nó thật sự đang là những điều đang xảy ra trong nền kinh tế của mình thì như vậy các cái chỉ số về kinh tế trong tuần này sẽ có vai trò quyết định market trong tuần sau là mình có thể nói là trong cả tháng tư nhiều hơn những điều mà chúng ta đang thấy với cái kết quả sáng nay thì chúng ta có hai kết quả cũng quan trọng đó chính là về cái durable goods orders và cái consumer confidence thứ nhất về consumer confidence trong một cái bối cảnh kinh tế đang tăng trưởng đang phát triển thì cái chỉ số về mức độ tự tin của người tiêu dùng thường nó sẽ theo hướng đi lên tuy nhiên trong cái khoảng thời gian khoảng 3 tháng trở lại đây khoảng 3 4 tháng trở lại đây thì chúng ta thấy cái mức độ cái chỉ số về tiêu dùng á, thì nó đang ở cái mức là dạng consolidate giống như mình xem chart á, nó xem ở cái mức là consolidate chứ nó thật sự không có phải là một cái diễn biến tích cực lắm mà chúng ta thường thấy trong những cái nền kinh tế tăng trưởng tốt và đặc biệt thì sáng nay á, mình thấy cái chỉ số này được điều chỉnh theo hướng đi xuống so với tháng trước và thậm chí là nó còn thấp hơn so với cái sự kỳ vọng của các nhà đầu tư là thay vì á, mình sẽ dựng cái mức độ là khoảng từ 105 cho đến khoảng 108 thì chỉ số sáng nay nó lại dừng ở cái mức là 104.7 à, có nghĩa là khá giảm so với kỳ vọng của các nhà đầu tư. Điều thứ hai nữa đó là chỉ số về sáng nay mình có một cái chỉ số là durable goods uh, orders. Thì với cái chỉ số này á, cái kết quả của nó đây cái kết quả của nó đó lại có một cái diễn biến theo chiều hướng khá là khách quan hơn uh, đối với nền kinh tế nhưng lại là một cái nỗi lo về lạm phát lý do là thông thường á những cái mặt hàng á mà dạng là durable goods đó, có nghĩa là những mặt hàng mà mình xài lâu xài dài á mình ít có khi nào mình bị uh, thay đổi á uh, tức là mình ít khi nào mình mua lại mới á thì những cái chỉ số này thông thường á nếu như mà nó có một cái sự gia tăng mạnh mẽ thì nó thường nó thể hiện là người ta lo ngại là lạm phát sắp đến trở lại cho nên là người ta mới mua trước những cái mặt hàng durable goods À, để người ta in case là tại vì những cái durable goods thì thường nó mất tiền thì in case là trong tương lai cái lạm phát có quay trở lại thì họ không cần phải mua sắm nhiều nhiều hơn à, nhưng mà nó có một cái mặt tích cực á, là khi mà người ta bắt đầu người ta mua lại durable goods á, thì thường là có thể có những sự phát triển về kinh tế cốt lõi cho nên là người ta cần phải đầu tư à, củng cố và cơ sở hạ tầng này nhiều thì như vậy ở cái 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 góc độ này nè khi mà lần trước chỉ số điều à, cái chỉ số này nó đang ở mức âm 6.1 phần trăm mà bây giờ nó nhảy vọt lên là 1.4 phần trăm thì mình vừa có cái sự tích cực ở trong đó về cái khả năng là Ồ có thể những cái chỉ số của nền kinh tế vẫn tốt Tuy nhiên là cái rủi ro lạm phát quay trở lại lại cao Thì như vậy chúng ta sẽ phải verify lại cái 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 tính cái tính, tính tích cực hay là tính tiêu cực của chỉ số này bằng cách nào? Bằng cách đó là chúng ta chờ đợi cái kết quả của GDP. Nếu như mà cái kết quả của GDP này á, theo hướng đi lên thì như vậy chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ thấy á, là cái chỉ số durable goods á, nó tăng lên á, nó có sự tăng trưởng như vậy là nó makes sense và cái việc mà nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định là đúng. Còn nếu như ngược lại cái chỉ số GDP này lại tăng theo hướng đi xuống thì cái việc mà cái việc mà order thêm những cái durable goods á, thì nó lại theo hướng là các nhà đầu tư họ đang chuẩn bị cho những cái biến cố trong tương lai nhiều hơn vì vậy cho nên cái ngày thứ năm này sẽ là một ngày á, mà để chúng ta verify lại các số liệu thì hiện tại đó với chỉ số gdp á, các nhà đầu tư đang có sự phân vân giữa việc á, là ồ, liệu kết quả gdp lần này á, có được điều chỉnh giảm nhẹ hay là sẽ tiếp tục tăng lên À, cho nên là các bạn thấy là cái chỉ số prior về GDP của lần trước Nó lại nằm ở cái range từ 3.1% cho đến 3.5% so với là cái chỉ số của lần này Đúng không ạ? À, và như vậy á, nếu như mà cái GDP vào ngày thứ năm á, được đưa ra Mà à, được điều chỉnh theo cái hướng tích cực đi lên Có nghĩa là trên 3.2% Và cái pce nè à, Cái Personal Consumption Expenditure À, cái cái PC này cũng được điều chỉnh theo hướng bằng hoặc là lên dẹ thì như vậy á, nó là những cái tín hiệu là nền kinh tế mình vẫn còn rất mạnh các bạn và như vậy thì nó sẽ là một cái đà đẩy cho stock market tiếp tục tăng lên cao hơn vào những ngày tiếp theo tuy nhiên á, nếu như chỉ số này lại được điều chỉnh theo cái hướng là à, dưới 3.1 các bạn, Kim nói là dưới 3.1 luôn, có thể là 2.9 2.8, thì đây lại là một tín hiệu là có thể cái báo cáo FOMC vừa rồi của Fed đó đã có những cái uh, sự can thiệp uh, đã có những sự can thiệp về số liệu và như vậy thì các nhà đầu tư sẽ tiếp tục hành động đi risk của mình uh, tức là họ sẽ tiếp tục họ thay dần dần những cái số tiền của họ vào các nhóm sector mang cái tính tương đối an toàn hơn là các nhóm growth stock và từ từ withdraw tiền rút tiền ra khỏi market thì đó là một cái 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 dấu hiệu mà chúng ta đang chờ đợi vào kết quả của GDP. Ngoài kết quả của GDP thì chúng ta còn có jobless claim uh, vẫn đi từ cái vùng khoảng tầm 200 cho đến khoảng hai cho nên cũng không có gì đáng kể lắm. Uh, corporate profit sẽ là một tín hiệu mà chúng ta cần phải theo dõi, tại vì liên tục á, trong các cái report vừa rồi khoảng chừng 2-3 tháng nay, thì corporate profit lại được điều chỉnh theo hướng đi xuống, thì có nghĩa là cái cơm uh, những cái công ty, những cái tập đoàn á, đại diện cho nền kinh tế, họ không có được, họ càng ngày cái biên độ lợi nhuận của họ càng giảm, và nếu mà trong một cái nền kinh tế tăng trưởng mà biên độ lợi nhuận càng giảm, thì đó là một cái tín hiệu nó không có mát một chút nào hết thì như vậy cái corporate profit mặc dù không được đánh giá cao về như là một trong những cái yếu tố có thể move market tuy nhiên là kim vẫn đề nghị các bạn theo dõi cái chỉ số này nếu các bạn đang suy nghĩ đang có những cái portfolio long term của mình chỉ số pc thì thứ sáu mới ra là cho nên là khi mà cái chỉ số này ra thì gần như là market mình trong tuần này đã đơn điêu rồi và chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho những cái trade của tuần tiếp theo cho nên là cái report vào ngày thứ năm sẽ mang tính quyết định nhiều hơn là report pc vào ngày thứ sáu và nếu như cái chỉ số về pc là nó theo hướng là month over month các cái pc cái cái chỉ số về lạm phát month over month đó theo hướng bằng hoặc là giảm so với cùng kỳ tháng trước và Core PC month over month là year và year có thể được điều chỉnh theo hướng đi lên một tí xíu thì nó cũng tương đồng với lại cái kết quả của FOMC vừa rồi và nó cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều lắm cho tới market ha các bạn thì như vậy từ những cái kết quả mà chúng ta đang phân tích thì mình sẽ phân tích về cái 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 chart để mình xem các diễn biến khả thi có thể xảy ra cái thứ nhất là chúng ta quan sát về con spy và đây là những level mà kim đã gửi ra cho các bạn Um, thì mình có một số một cái điều chỉnh tí xíu về cái chart tức là um, các bạn thấy là cái đây là những cái đường mình giữ nguyên là các cái đường level ngang và cái đường kháng cự chéo này là những cái đường kim giữ nguyên kim chỉ có điều chỉnh về cái đường support chéo này thôi um, thì lúc trước thì mình vẽ cái đường support chéo nó 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 bị nhiều cái cái um, tín hiệu false break đau nhiều Cho nên bây giờ mình điều chỉnh nó lại và mình thấy là nó mắc sen Bởi vì là nó đang hình thành một cái channel up Thì ở cái channel up này nè Ngày hôm nay á Ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy là con spy nó bị reject ngay cái level khoảng 422, 423 và các bạn nhớ là ngày hôm qua thì Kim cho các bạn vào hash à, với cái vùng tâm bướm là khoảng 420, à, từ 521 chứ không phải là 400 à, 521, 523 và 525 thì sáng nay á, khi mà market nó gấp up thì nó rơi vào cái vùng 522.26 và như vậy thì sáng nay á, chúng ta đã có một cái plan là chúng ta chốt lời ao bướm trên 100% 2 phần 3 và như vậy là nó đã mang về cho mình được một số À, một số tiền để mình có thể là mình roll tiếp cái lệnh còn lại cái lệnh SPX trong cái thời gian sắp tới và hồi chiều nay thì Kim cũng cho các bạn roll lệnh thì cái điều gì diễn ra trong tuần này và những ngày sắp tới thì bây giờ chúng ta quan sát nè hôm nay á, là con spy nó đi đến đúng cái vùng critical uh, pivot point của mình luôn cái vùng này những cái vùng này Kim hoàn toàn không thay đổi gì hết À, những cái vùng này cũng vậy thì các bạn thấy là khi mà nó đậu về ngay dưới cái đường critical point khoảng uh, 518 trăm mười tám năm trăm mười tám rau năm trăm mười tám ba thì ở cái vùng này nè, là nó rút rau lên khá là mạnh thì như vậy chuyện gì chúng ta cần phải quan sát trong ngày mai trong ngày mai giả sử cái con này con spy này á, nó quay trở lại nó test cái vùng giá tầm năm trăm mười chín nó hô được trên đó thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể trade à, một cái quick trade mình có thể mình đánh nó lên trở lại cái level khoảng chừng 520 còn nếu như trong trường hợp á ngày mai á, mà spy nó mở cửa ra mà nó đang nằm ở cái vùng khoảng 520 521 ngay cái vùng kháng cự này rồi á thì lúc này các bạn sẽ quan sát phản ứng nó có thể nó tạo ra một cái nhịp rejection từ cái vùng khoảng 520 521 này và nó reject ngược trở lại xuống nó test lại cái vùng khoảng 518 này và thậm chí là nó có thể là một cái uh, một một cái cú bull back đi về cái vùng khoảng 518 517 này luôn. Uh, thì đây sẽ là một cái tín hiệu của con spy, một cái một cái hai possible có thể xảy ra vào ngày mai cho spy. Uh, cái này thì kim nghĩ là nó sẽ khoảng 50% nó xảy ra. 40% còn lại thì nó sẽ xảy ra cái gì? 40% còn lại thì nó sẽ có cái khả năng là con spy nó về nó test lại cái vùng này. Sau đó thì nó tiếp tục là nó đi sideways ở cái vùng này và đến cuối giờ thì nó break lên khoảng cái vùng khoảng gần 520, 521 Tức là sao? Tức là mấy ngày hôm nay SPY nó sẽ không có di chuyển gì nhiều hết bởi vì đây là tuần Good Fridays Và với những cái ngày lễ mà nó mang ý nghĩa tinh thần đối với nước Mỹ thì thường là market nó không có cho rất sâu thì đây là một cái khả năng uh, possible có thể xảy ra khoảng 40 tức là thấp hơn cái cái khả năng mà mình vừa mới nói với các bạn rồi có một cái khả năng khác là như thế nào ạ tức là con spy nó sẽ đi trong đêm khả năng này thì khả năng xảy ra hơi ít khoảng chừng 60 khoảng chừng 10 phần trăm thôi là nó có thể là nó gáp up nó đi trong đêm nhưng mà khi mà nó uh, nó đi trong đêm rồi á, thì nó tạo một cái cú uh, nó nó tạo một cái cú correction khá mạnh vào ngày mai và nó rớt xuống luôn khoảng cái vùng khoảng 516 517 vào ngày mai. Tuy nhiên gần về khoảng 516 517 và nó sẽ hô hấp ở cái vùng này, tức là khoảng dưới 518 cho đến cái giờ đóng cửa bởi vì sao? Bởi vì nó đi risk cho cái GDP vào ngày thứ năm thì cái xác suất xảy ra này nó khoảng 10 20%. À, tuy nhiên á, sau những cái nhịp tức là làm sao trong cái thời gian cực kỳ ngắn hạn á, các bạn thấy là gần như kim đang expect sẽ có một cái nhịp buôn bán à, một cái nhịp buôn bán nữa Either là về cái vùng khoảng chừng 519, hay là tích cực hơn là về khoảng 516, 517 luôn. Nhưng khi mà về dài hạn hơn á, thì các bạn thấy là chúng ta đang ở trong một cái channel up và với những cái tín hiệu về nền kinh tế hiện giờ mình đang có kèm thêm một cái chỉ số nữa đó đó chính là cái flow của market thì các bạn thấy cái flow về option thì hiện tại khi các bạn phân tích về flow của option về spx rất hiếm khi nào mà các nhà đầu tư À, họ bỏ tiền vào họ swing cái con SPS option này. Thông thường thì họ chỉ day trade thôi, nhưng mà một khi mà họ đã swing con SPS option á với một cái volume lớn như thế này á thì đó là một cái tín hiệu dành cho market. Cái lý do con SPS nó không có share, vì vậy cho nên á là đây là một cái tín hiệu á, của bên phía buy call, tức là institution họ vào họ buy call chứ không hiếm khi nào chỉ có khoảng 5% là họ sell kho thôi Bởi vì nó không có xe cho nên xe kho cực kỳ nguy hiểm Và cái thứ hai nữa, bởi vì nó không có xe nên họ không thể nào áp dụng cái chiến thuật Delta Hedge Để họ vào cái option swing của con SPS như con SPY được thì chính vì những cái lý do đó đó, thường khi mà SPS nó đưa ra những cái tín hiệu về 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 cái đầu kho hay put của nó thì nó là một cái tín hiệu định hướng thị trường khá mạnh. Hiện tại như các bạn đang thấy á, thì cái volume kho của SPX at least về các cái level là 5275 lăm cho khoảng tuần sau nè, và cái level khoảng tầm 5 5.3 trở lên trong cái tuần thứ hai uh, của tháng 4 hoặc là xa hơn là khoảng tuần thứ năm uh, uh, cái tháng 5 á, thì nó đang rất là cao với cái volume trên khoảng mười mấy triệu uh, trên trên khoảng 2 triệu cho thơ thồ ở cái thời gian ngắn hạn thì thường ví dụ như là nó nói là nó sẽ lên 5.370 trong vòng khoảng 17 trước 17 tháng 5 thì cái điều này nó sẽ xảy ra trong vòng khoảng tầm một tháng tới thôi chứ trong tháng tư thôi chứ không cần là mình phải đợi tới tháng 5 đâu các bạn thì như vậy về cái sentiment về option á thì nó đang theo cái hướng bullish và khi mà mình khớp nó với lại một cái channel down như thế này á, một cái channel up như thế này thì cái khả năng á là cái con này, cái con spy này nó rơi về những cái vùng support và sau đó là nó tiếp tục nó lên tới cái cạnh trên của nó. Nó lên tới cái vùng kháng cự chéo trên của nó nè đó sẽ là rất cao bởi vì khi con SPX mà nó được định giá lên trên cái vùng khoảng 500 uh, 5370 5330 thì như vậy thì cái con spy nó lên cái vùng khoảng 5 530 thì nó cũng rất là maxen. Thì uh, đây là theo TA kết hợp với volume option. Cho nên là cái trade dành cho các bạn mà muốn day trade thì ngày mai các bạn có thể theo tham khảo cái cái day trade mà Kim vừa mới nói cho các bạn các level gần. Còn nếu mà các bạn muốn swing trade thì một là các bạn có thể tham khảo về cái trade ngày hôm nay của Kim đưa ra là SPX 5230, 5235 credit put cho tuần sau kèm với iron condo. Um, iron condo um, protect ở ngay cái vùng khoảng 5000 À, ngay, ngay cái vùng dưới này khoảng 5160 thì các bạn có thể tham khảo các nhóm Facebook. Và cái thứ hai nữa đó, nếu mà các bạn muốn an toàn hơn á, các bạn có thể vào những lệnh clip của con spy, clip uh, trong vòng uh, những lệnh clip khoảng 6 tháng hoặc là những cái lệnh swing gần khoảng 3 tháng thôi theo cái chiều hướng đánh lên, nhưng mà các bạn phải đợi cái con spy này nó rơi về cái vùng kháng cự chéo nè thì nó sẽ an toàn hơn hoặc là at least á, là nó phải hold off được trên cái level này. Trên cái level khoảng 519-520 thì để các bạn vào những cái lệnh Spy Call đánh lên thì như khoảng 530 cho thời gian khoảng 3 tháng thì nó sẽ an toàn cho các bạn kể cả về mặt Delta và Theta. Thì đó là cái tray dành cho con Spy Về QQ thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh như thế nào Hiện tại về QQ thì cũng y chang như cái cái tray của mình Là hiện tại là nó cũng đang hold off được cái vùng support sau after hour Vì vậy cho nên là chúng ta muốn mình ngày mai khi mà market mà mở cửa thì mình sẽ xem xem là QQ có hô được cái vùng này hay không. Nếu như mà QQ hô được cái vùng support khoảng 443 ha thì mình hoàn toàn mình có thể drive cái con stock này lên lại cái vùng at least là 445.5 hoặc 446 các bạn. Tại vì đây là một cái level cực kỳ quan trọng Mà với sentiment của QQ chỉ cần nó giữ được trên cái 446 khả năng nó còn lên tiếp Còn nếu nó không giữ được thì cái khả năng nó sẽ tiếp tục Nó buôn bác từ cái level khoảng 445, 446 này nè Lại tiếp tục test lại cái cạnh dưới tầm 443 Và sau đó là có khả năng test lại cái vùng 441 à, của QQ thì đây là cái trade play dành cho QQ. Tuy nhiên á, một khi mà QQ nó đã hô được trên 446 trở lại á, thì lúc này á, chúng ta sẽ phải đánh con QQ này lên lại cái vùng all time high của nó là tầm 449, 450. À, thì đây là cái cái, cái 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 diễn biến trong ngắn hạn của con QQ mà các bạn có thể tham khảo để day trade trong tuần này. À, về Dow Jones hay là IWM thì hiện tại nó vẫn chưa có một cái cái diễn biến của Dow Jones và I, IWM thì Kim nhận xét là nó khá là nhẹ nhàng trong những ngày hôm nay. Với Dow Jones thì nó không có chuyển biến cao lắm và nếu như các bạn quan sát nè, SPY thì bị giảm chấm 18%. 0.18%, uh, QQ thì bị giảm 0.32% và Dow Jones thì gần như đứng nguyên. Như vậy thì các dòng tiền trong market hiện tại họ đang theo chiều hướng risk on, risk on có nghĩa là họ đổ tiền vào Dow Jones cho nó chắc ăn và họ đang rút dần các cái dòng tiền ra khỏi các cái nhóm growth stock là QQ. Vì vậy cho nên hầu như hôm nay bên nhóm QQ thì được đỡ bởi Tesla và Nvidia nhiều hơn thì á, các bạn có thể thấy á, là với cái trade về IWM à, kim vẫn giữ cái quan điểm nếu như mà market thật sự á, là sau cái ngày thứ năm này mình sẽ biết các số liệu về kinh tế nó chính thức như thế nào tuy nhiên á, nếu như mà cái market của mình á, nó thật sự là có theo cái nền kinh tế tăng trưởng tốt thì IWM sẽ là một cái good game à, hơn là cái con spx tại vì sao tại vì với IWM á, chúng ta vẫn còn cái room À, chúng ta vẫn còn cái rung lên rất là nhiều Các bạn thấy nè Tại vì IWM nó chưa có risk về lại cái all time high của nó Vì vậy cho nên á, Một khi mà cái con IWM này á, Nó có thể nó break out ra Nếu mà nền kinh tế thật sự tốt Và IWM break out ra khỏi cái vùng level khoảng 208 này của nó nè 208 là kháng cự chéo và pivot point mạnh, nó đó. break đó cao ra khỏi vùng này, thì cái khả năng mà nó run về lên lại những cái vùng 220, 230 sẽ là cao. Vì vậy đây là một cái good trade. Còn trong trường hợp đó, nếu như mà ngày thứ năm này chỉ số nó ra xấu và bất lợi dành cho market, thì các bạn sẽ thấy là IWM nếu như mà nó phá vỡ cái hỗ trợ, uh, cái hỗ trợ khoảng vùng này, hỗ trợ khoảng vùng là 205 của nó nè. À, khoảng 205 của nó thì có khả năng đầu tiên là nó test lại cái vùng khoảng 203.61 cái này sẽ là vùng mà các bạn có thể có một cái trade day trade khá tốt 203.61 nè và cái vùng thứ hai nữa là nó có thể hai uh, possibility ha là nó quay trở về nó test lại cái vùng 200 thì đây là những cái trade trong ngắn hạn để các bạn day trade hoặc là xuyên cực kỳ ngắn giữ qua đêm thôi rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ nói về stock lẻ. Thì hôm nay Kim chọn ra cho các bạn năm mã stock lẻ mà khi mà mình à, mình filter, mình mình screen về cái volume và về những cái volatility kể cả bên phía option lẫn bên share thì mình thấy đây là những cái mã sẽ có cái sự biến động trong thời gian sắp tới. Thứ nhất là Tesla. Ngày hôm nay Tesla cố gắng test lại cái vùng kháng cự cực kỳ mạnh của nó ở cái level khoảng 183, 184. Và ở cái level này thì Tesla không giữ được cho nên nó lại tiếp tục nó quay trở về nó test lại một cái level mạnh thứ hai là 177.5 các bạn. Thì ở cái level 177.5 này nè là Tesla họ nó đang hold off được và đóng cửa trên 177.5 thì cái sentiment hiện tại cho tesla nó đang được chuyển theo cái hướng bullish nhiều hơn là bearish nếu mà các bạn để ý nè là uh, cái 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 việc mà khi mà tesla nó lên trong cái thời gian uh, cái thời gian gần đây nè mặc dù là nó cũng tạo thành một cái một cái raise, uh, một cái một cái channel up giống như cái thời gian khi mà nó lên khoảng đầu tháng 2 uh, và hay là cái thời gian nó lên khoảng đầu tháng 3 tuy nhiên cái channel up này nè thì các bạn để ý những cái cây nến đó, những những cái bước sóng của nó lên đó, nó more decisive nó kiên nó, nó nó kiên quyết hơn nó nhanh lẹ hơn là những cái bước sóng mà nó đi xuống ha ví dụ như đây nè lên thẳng xuống nhẹ lên xong rồi cũng có xuống mạnh nhưng mà ngay support sau đó lên thẳng thì như vậy đó, có vẻ như là tesla đang setup cho một cái cú uh, run trở lại cái level 200 nhiều hơn thì như vậy nè cái gì chúng ta sẽ quan sát về ngắn hạn và à, trung hạn của Tesla chừng nào mà cái con stock này nó còn giữ được trên cái level trên cái đường kháng cự chéo này tức là level khoảng 170 trong tuần này thì nó vẫn good các bạn nếu trong tuần này mà Tesla giữ được trên 170 thì khả năng nó test lại cái vùng khoảng 180 tuần sau vẫn cao nha các bạn À, tuần này trên 170 khả năng test lại 180 tuần sau vẫn cao trong tháng 4, nếu như con tesla này vẫn giữ được trên 170 hoặc nếu mà mình cho nó gắt gao hơn nó vẫn giữ được trên 160 thì đây vẫn là một cái good trade để các bạn có thể canh bất cứ một cái nhịp support nào các bạn vào những cái lệnh credit put hoặc là các bạn vào thêm share các bạn đánh lon lên cho tesla trong cái thời gian sắp tới trong cái thời gian clip uh, thì uh, cái cái đó là cái sentiment mà cho những người yêu thích tesla mà muốn bắt đấy tesla một cái nữa đó là uh, khi mà mình phân tích về cái option volume á thì trong ngày hôm nay uh, tesla nó đã có một sự chuyển biến tích cực về option volume so với lại những tuần trước đây các bạn Ok, thì các bạn thấy là hiện tại Những cái volume mà người ta Willing người ta vào, các bạn thấy đều Ngày 26, á, 26 tháng 3 Thì những cái volume mà người ta vào Để dành cho đánh option Lên trong vòng khoảng 2-3 À, khoảng tháng tháng tư nè, lên những cái level khoảng 200 nè, 220 hay là xa hơn trong vòng năm 2025 á, lên lại level khoảng 300 là cao. Thì khi một cái tín hiệu như vậy nó có nghĩa là các nhà đầu tư họ bắt đầu à, và những cái volume mà mua vào nè, cái xe của Tesla ở vùng giá 170 là 172.5 cũng cao như vậy điều này có nghĩa là gì có nghĩa là các nhà đầu tư họ đang cho tesla một cơ hội và cái sentiment của market theo cái hướng tesla đánh lên vẫn là cao hơn tesla đi xuống thì uh, tuy nhiên á, là về cái sentiment này á có một cái điều á, là nếu mà chúng ta scroll xuống ngày hôm qua hôm kia thì kim có thấy là uh, mình vẫn còn test lại đâu rồi đâu rồi đâu rồi khoảng 167.5 trong cái tuần sau. Tuy nhiên là cái lượng volume không lớn lắm hoặc là những cái lượng 157.5 với một cái volume không lớn lắm. Thì thông thường như vậy á, tức là người ta đang có khả năng người ta cho một cái tức là dù mà Tesla nó có đi xuống thì người ta có thể hedge và người ta lại tiếp tục đánh nó lên tiếp chứ không phải là người ta đi xuống và người ta khách nó khách nó luôn. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực cho Tesla. Vì vậy các bạn muốn trade Tesla Ngày mai nếu như mà Tesla breakout lên được khoảng chừng 100 Giữ được trên 177.5 Thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta đánh nó lên 180, 182.5 cho tuần này Trong trường hợp nếu như mà ngày mai vì một cái nhịp de risk nào đó Mà Tesla không giữ được 177.5 Thì các bạn cứ canh cái level 177.5 này nè Các bạn có thể put Tesla về lại khoảng 175 nào 174, 175 và có thể là nó về 170 trong tuần này là cái cái điểm mà nếu như mà các bạn sót từ đây các bạn sót xuống thì đây sẽ là điểm các bạn take profit trong tuần này và các bạn tiếp tục các bạn vào những cái lệnh credit put để các bạn đánh nó lên lại khoảng 180 vào tuần sau. À, còn nếu mà các bạn muốn xuyên dài hơn thì các bạn có thể các bạn canh một á là nó break out lên lại khoảng 183 và nó hô được trên 183. Thì lúc này mình sẽ đánh breakout test là bằng cách vào các lệnh credit put hoặc là những cái lệnh call trong khoảng thời gian 3 tháng. Mình đánh nó ngược trở lại lên cái target đầu tiên là 190. Ha các bạn, nếu nó break out, còn nếu không thì mình đợi nó về cái support khoảng 175, 170 để mình có thể mình drive nó lên trong trường hợp nếu nó break xuống dưới khỏi cái support 170 này thì lúc này chúng ta phải làm sao các bạn có lệnh long tesla phải vào lệnh hedge bởi vì cái khả năng nó quay trở về level 165 và 160 là cao nhưng tại cái level này là một cơ hội để mình out ra lệnh hedge mình lấy thêm tiền và mình sẽ long tiếp tesla Thế các bạn thì đó chính là cái plan dành cho tesla NVDA thì hiện tại mặc dù đã break out ra khỏi kháng cự chéo, tuy nhiên vẫn theo cái hướng là chưa có phá qua được cái all time high của nó. Vì vậy, cho nên là chúng ta sẽ tìm cái nhịp buôn về của NVDA ở cái level khoảng 905 906 hoặc có thể đó là NVDA nó sẽ buôn bác luôn về cái level khoảng tầm 851 này nè. Cái level này và lúc này chúng ta hãy đón cái con NVDA này để mình đánh một cái sóng đi lên của con stock này mình đánh có thể là mình đợi nó buôn bác về đây mình đánh đi lên hoặc các bạn muốn an toàn hơn á thì các bạn đợi nó về lại nó test lại cái vùng này khoảng tám trăm rưỡi á thì các bạn tiếp tục các bạn đánh NVDA lên cái level khoảng 1011 đồng của nó thì đây sẽ là cái plan trên NVDA nhiều hơn là cái hướng bây giờ nó đi bằng, bằng thay đi thẳng lên tại vì sao các cái dòng tiền sau cái um, cái cái uh, cái event của NVDA AI event của NVDA thì bây giờ có vẻ như cái dòng tiền của bên nhóm AI này đang được dần rút ra rồi À, và có một cái tín hiệu nữa rút ra tạm thời thôi nha các bạn à, có một cái tín hiệu nữa là bởi vì hiện tại á, à, một số những cái hãng lớn ví dụ như là google nè à, hay là facebook nè thì họ đang limit những cái ứng dụng của ai ở trên cái platform của họ cho nên á, là đó cũng sẽ là một cái sự cản trở cho những cái con stock mà đang ứng dụng ai đang à, đang lên nhờ vào ai trong thời gian gần Tuy nhiên, về thời gian xa thì trước sau gì những cái rào cản đó cũng sẽ bị gỡ bỏ và AI lại tiếp tục với cái trend của nó. Vì vậy, những bạn nào mà muốn lon thơm á, các bạn đừng có nôn nóng, mà các bạn nên đợi nó đi về nó test lại cái hỗ trợ chéo, kháng cự chéo cũ trở thành hỗ trợ chéo mới nha các bạn. Và tương tự như vậy, Kim thấy một cái setup đẹp hơn của Nvidia đó chính là AMD Bởi vì cái giá của AMD nó affordable hơn Và khi mà mình tính về volume option thì AMD đang được các nhà đầu tư favor, yêu thích nhiều hơn là Nvidia. Vì vậy cho nên với cái con AMD này nè, thì các bạn sẽ thấy như sao Với cái con AMD này nè, hiện tại thì chúng ta sẽ canh xem là trong vòng tuần này AMD liệu có cơ hội nào nó quay trở lại một là nó quay trở lại nó test cái vùng 172, 171, 172 của nó hay không? thì chúng ta từ đây là chúng ta có thể trong tuần này hoặc tuần sau chúng ta đoán NVDA ở khoảng 171 172 hoặc là mình có thể mình vào trước một một phần ở đây ha. Nếu các bạn vào trước một phần ở đây thì các bạn một phần hai còn lại các bạn đón nó khoảng vùng 150 cũng cùng với cái đà um, cũng cùng với cái đà tăng um, à, cũng cùng với cái đà là bắt và sau đó tăng trở lại giống như NVDA. Và sau đó, đó thì mình có thể là mình đánh cái con stock này lên lại at least là cái vùng all time high của nó, tức là level khoảng 200 220 tức là có một các bạn sẽ có một cái biên độ lợi nhuận khá là hấp dẫn. Giả sử như các bạn có một cái biên độ lợi nhuận từ đây, các bạn lên lại tới cái ô tham 2 của nó là khoảng 30% dành cho xe và với option thì đây là một cái biên độ lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Với những bạn mà các bạn muốn đánh các bạn rành về credit put Hay là những bạn mà đã tham gia cái lớp chiến thuật phố World của Kim Thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể canh cái nhịp này Một là nó break out ra khỏi cái kháng cự chế Cái 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 pivot mạnh của nó ở cái level khoảng 185. Các bạn vào liên tục những cái cặp credit put để các bạn đánh lên cái con stock này trên cái sóng tăng của nó. Hoặc hai là các bạn đợi nó về, buôn bắt về những cái nhịp khoảng 170, 71 nè, 162 nè hay là 150 để các bạn đánh lên. Và Credit Put thì nó mang lại cho mình một cái lợi là các bạn có thể roll và các bạn kết hợp với chiến thuật hash bằng bướm hay là hash bằng iron condo thì cũng rất có lợi với cái con stock AMD này. Một cái bức tranh về AMD là các bạn sẽ có thể thấy nè cái option, cái volume option về AMD trong thời gian gần đây đang theo hướng cực kỳ tích cực luôn các bạn. Um, cái bức tranh hiện tại của AMD á, là những cái vùng 200, 230, 240 tức là cao hơn cả cái đỉnh all time high của nó nữa đang được các nhà đầu tư bet vào khá là nhiều trong thời gian khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 expiration. Như vậy là cái việc á, và khi mà Kim ứng nó với lại cái expected move á, thì cái khả năng mà con AMD này á, có thể run back lại cái vùng khoảng 200 á, trong thời gian 2 tháng sắp tới là có khả năng xảy ra. Vì vậy cho nên á, là hãy quan sát cái con này một breakout cao hai buôn bát để mình có thể mình vào mình lon nó lên apple thì hiện tại chúng ta sắp có một cái xe mình đón ngay apple ở cái vùng khoảng 167.5 để chúng ta tiếp tục vào cái lệnh sell put của apple hoặc là lúc này các bạn có thể vào lip call của apple luôn cho cái hướng đi lên của apple trong thời gian vừa qua thì apple dính tới một số những cái vụ kiện À, và cũng như là cái à, về cái cái balance sheet của Apple á, thì cái tỷ lệ giữa uh, total access và total liability đang đi theo cái chiều hướng hơi bất lợi cho Apple. tuy nhiên á những vụ kiện nào thì cũng sẽ qua thôi và với những cái định hướng uh, đúng đắn của Apple khi mà chấm dứt sản xuất EV chuyển sang focus vào AI á thì Kim vẫn vọng Kim vẫn có một cái niềm tin rất là chắc chắn là uh, tức là chắc chắn cho kim thôi mà các bạn cũng phải làm uh, uh, research nha. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể có cái hướng uh, đầu tư long term, tiếp tục có những cái entry good entry để đầu tư long term trong thời gian sắp tới nha các bạn. Thì vì vậy canh cái vùng khoảng 167.5 hoặc cái con Apple này nó quay trở lại và nó đóng trên 171 để chúng ta có thể vào thêm support, chúng ta có thể vào thêm share hoặc là chúng ta vào lip core và nhớ là ở cái position này các bạn chỉ nên vào khoảng 1 phần 3 position thôi bởi vì sao bởi vì Apple nó đang vẫn trong một cái trend xuống và hiện tại thì cái mẫu hình của nó hơi khá là ghê cup and handle head and shoulder các bạn với cái vai phải thấp hơn cái vai trái thì vì vậy cho nên là À, mặc dù rất có tiềm năng nhưng mà cái à, các bạn vào các bạn nhớ vào 1 phần 3 position thôi để một là mình confirm nó đi lên luôn mình vào thêm đi up hai là mình sẽ đón nó ở cái vùng tiếp theo khoảng 157 hai các bạn đó là cái trade play dành cho Apple và một con stock nữa mà có thể ít người để ý đó chính là CCL các bạn CCL thì nó gặp một cái width hit một cái cú hit tức là làm cho cái con stock này là bị rớt uh, rất là mạnh từ cái đỉnh của nó năm 2018 uh, và tới cái cái đáy của nó hồi năm 2020 thì nó rớt xuống liên tục từ cái vùng khoảng 71 mà nó rớt xuống khoảng tầm 7 đồng luôn tức là 90% bây giờ một cái tín hiệu khá tích cực là cái con stock này nó đã break out khỏi kháng cự chéo của khung tuần các bạn kháng cử chéo của khung tuần là một cái điều khá là significant nha và hiện tại thì theo những cái mẫu hình của nó các bạn đang thấy nè đó nó gần như nó tạo một cái cup and handle hoặc là các bạn có thể thấy là cái một cái mẫu hình theo cái chiều hướng là đi lên đúng không ạ nó tạo một cái nó tạo một cái 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 một cái, một cái một cái pennant đi đi lên và có cái khả năng nó break out ra khỏi cái vùng cái cái vùng resistance này của nó. Thì nếu như mà các bạn coi về những cái khung ngày á, daily á thì các bạn thấy là thời gian vừa rồi có vẻ như là một cái thời gian mà Apple, à, cái con CCL này đang accumulate. Và khi mà Kim kim dùng cái screener, screener để Kim screen, thì trong những cái ngày gần đây là những cái ngày mà cái con CCL này, cái relative volume của nó cao hơn khoảng gấp đôi so với thời gian bình thường. Ví dụ như ngày hôm nay nè, thì cái volume của nó là lên 65 triệu so với volume bình thường là khoảng 30 triệu sáng mai thì ccl nó sẽ có er vì vậy cho nên đây là một cái good trade khá là dễ trade cho mình nó dễ trade cái mức độ nào sau khi mà có er là tức là các bạn đã clear những cái tín hiệu về fa rồi và mình chỉ cần quan tâm các cái tín hiệu về ta thôi thì hiện tại là nếu như mà ngày mai kết quả ccl kết quả er của ccl hiện tại nè. CCL nó đang liên tục nó tăng từ năm 2022, kết quả ER của nó lên tới quý 3 2023 và nó chỉ có một nhịp rớt vào cái quý 4 của 2023 thôi. Vì vậy cho nên các bạn quan sát nếu như mà kết quả ER ngày mai của CCL tăng trở lại so với quý 4 2023 thì lúc này sao ạ? Chúng ta có FA tốt và lúc này nếu như mà cái con stock này nó break out ra khỏi cái kháng cự hôm nay là khoảng 17.6 ha các bạn, 17.6 thì chúng ta hoàn toàn có thể vào share con stock này. Con này nó rẻ quá nên mình vào share hoặc là nếu không thì chúng ta vào uh, lip call cũng được để mình đánh nó lên at least về cái level là 18.5 nha các bạn hoặc là mình sẽ em hai hơn là ở cái level khoảng 20 19.7 20 này, hay thậm chí là 22 luôn các bạn thì đây là những cái level của con CCL mà các bạn có thể vào nếu mà ngày mai ER tốt kèm thêm nữa là nó break cái level 17.6 ngày hôm nay nó hô được Còn nếu trong trường hợp ngày mai ER mà xấu á Và nó break down xuống dưới cái level 16.75 của ngày hôm nay Nó break down xuống Thì cũng khá dễ chơi Tại vì sao? Tại vì lúc này nó lại tiếp tục cái trend down của nó Hoặc là nó sẽ tiếp tục Nó consolidate trong cái vùng này một thời gian nữa Và như vậy chúng ta có thể short share các bạn Chúng ta short từ 16.75 nè Chúng ta short về 16 Ha, hoặc và nếu mà nó break khỏi cái 16 này chúng ta short tiếp tục chúng ta gồng thêm về 15 luôn. Hoặc là các bạn có thể vào những cái lệnh put con CCL. À, với cái biên độ mà cái volume nó tăng như vậy á, thì trong thời gian sắp tới con short này nó sẽ đi khá nhanh chứ nó sẽ không có move chậm nữa đâu. Đó cho nên là các bạn vào những cái option các bạn có thể vào từ 1 đến 3 tháng. Uh, thì nó cũng nó cũng ok uh, và mình có thể vào naked hoặc các bạn an toàn hơn thì vào share và các bạn nhớ hai cái tray hai cái game tray của mình như vậy đó là những cái planning mà kim uh, phân tích cho các bạn dựa vào cái sentiment của market sentiment của từng con stock uh, relative volume của nó uh, và cũng như là về option volume option Kim chúc các bạn luôn có thể tạo được profit cho account của mình Và các bạn nhớ là các bạn hãy đón xem những cái tin tức được đưa ra vào đầu ngày trên kênh Phố World Tại Nhà Cứ mỗi đầu ngày các bạn cứ vào website Phố World Tại Nhà Các bạn xem xem trong thị trường có cái gì À, có cái gì nổi trội hay không ví dụ như những tin tức về bitcoin hoặc là những cái tin tức về à, francis Scott khi bị sập là dẫn tới à, cái sự di chuyển của các cái con stock ví dụ như ups hay là fedex thì cũng có được đề cập trong những cái bản tin tức của phố wall tại nhà thì các bạn hãy theo dõi à, và nếu mà các bạn quan tâm về khóa học của phố wall tại nhà thì trong vòng tháng tư mình sẽ có hai khóa học được diễn ra song song một là khóa chiến thuật phố wall tại nhà À, là cái khóa học mà giúp cho chúng ta có thể de-risk được à, những cái rủi ro về Swing Trade và cũng như là mình có thể có những cái cách để chúng ta vào lệnh Credit Put, Credit Call, condor và bướm được hiệu quả. À, mình sẽ được khai giảng vào ngày 9 tháng 4 và ngày 8 tháng 4 thì mình cũng sẽ khai giảng cái khóa về A to Z Naked Option. Tuy nhiên khóa A to Z và Naked Option hiện nay chỉ còn 4 chỗ nữa thôi. Nên những bạn nào quan tâm về Day Trade, Swing Trade Đầu tư long thơm hay là TA thì các bạn muốn đăng ký vào khóa Naked Option A to Z thì các bạn nên đăng ký sớm tại vì Kim chỉ còn có 4 chỗ nữa là mình sẽ đóng danh sách. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp gặp lại các bạn vào video tiếp theo.